ベトナム語単文ペラペラ特訓皆さんこんにちはベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディですベトナム語翻訳練習用の単文を10個セットで3順文を用意しています声に出して練習してみてください1一順目です熱いうちに早く食べましょう Hãy ăn ngay khi còn nóng. Hãy ăn ngay khi còn nóng. Hãy ăn ngay khi còn nóng. 若いうちに勉強しておきなさい。Nhân lúc còn trẻ thì hãy học đi. Nhân lúc còn trẻ thì hãy học đi. Nhân lúc còn trẻ thì hãy học đi. 雨が降らないうちに帰りましょう。 Trước khi trời mưa thì hãy về nhà thôi. Trước khi trời mưa thì hãy về nhà thôi. Trước khi trời mưa thì hãy về nhà thôi. Uchに, Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. 元気なうちに海外旅行しようと思っています、e e e、クーポンの有効期限が切れないうちに使ってください。 Hãy dùng phiếu giảm giá trước khi hết hạn. Hãy dùng phiếu giảm giá trước khi hết hạn. Hãy dùng phiếu giảm giá trước khi hết hạn. Trong độ tuổi 20 hãy làm những gì mình thích đi. Trong độ tuổi 20 hãy làm những gì mình thích đi. Trong độ tuổi 20 hãy làm những gì mình thích đi. Trước khi kịp nhận ra thì đã bước sang tuổi 30 rồi. Trước khi kịp nhận ra thì đã bước sang tuổi 30 rồi. Trước khi kịp nhận ra thì đã bước sang tuổi 30 rồi.

Trong khi còn ở Hà Nội thì hãy đến thăm hồ Hoàn Kiếm đi. Trong khi còn ở Hà Nội thì hãy đến thăm hồ Hoàn Kiếm đi. Trong khi còn ở Hà Nội thì hãy đến thăm hồ Hoàn Kiếm đi. Niguma des. Hãy ăn ngay khi còn nóng. Hãy ăn ngay khi còn nóng. Hãy ăn ngay khi còn nóng nhân lúc còn trẻ thì hãy học đi nhân lúc còn trẻ thì hãy học đi nhân lúc còn trẻ thì hãy học đi Trước khi trời mưa thì hãy về nhà thôi. Trước khi trời mưa thì hãy về nhà thôi. Trước khi trời mưa thì hãy về nhà thôi. Của của nhà. Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. 元気なうちに海外旅行しようと思っています、e e e、クーポンの有効期限が切れないうちに使ってください。 Hãy dùng phiếu giảm giá trước khi hết hạn. Hãy dùng phiếu giảm giá trước khi hết hạn. Hãy dùng phiếu giảm giá trước khi hết hạn. Trong độ tuổi 20 hãy làm những gì mình thích đi. Trong độ tuổi 20 hãy làm những gì mình thích đi. Trong độ tuổi 20 hãy làm những gì mình thích đi. Trước khi kịp nhận ra thì đã bước sang tuổi 30 rồi. Trước khi kịp nhận ra thì đã bước sang tuổi 30 rồi. Trước khi kịp nhận ra thì đã bước sang tuổi 30 rồi.

Trong khi còn ở Hà Nội thì hãy đến thăm hồ Hoàn Kiếm đi. Trong khi còn ở Hà Nội thì hãy đến thăm hồ Hoàn Kiếm đi. Trong khi còn ở Hà Nội thì hãy đến thăm hồ Hoàn Kiếm đi. 30分目です。Hãy ăn ngay khi còn nóng. Hãy ăn ngay khi còn nóng. Hãy ăn ngay khi còn nóng. 若いうちに勉強しておきなさい。Nhân còn Hãy còn trẻ. Hãy học còn Hãy còn Hãy còn Hãy học đi khi lúc Hãy còn còn Hãy Hãy học đi. Trước khi trời mưa thì hãy về nhà thôi. Trước khi trời mưa thì hãy về nhà thôi. Trước khi trời mưa thì hãy về nhà thôi. Nhà, Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. Chúng ta hãy về nhà trước khi trời tối. 元気なうちに海外旅行しようと思っています、e e e、クーポンの有効期限が切れないうちに使ってください。 Hãy dùng phiếu giảm giá trước khi hết hạn. Hãy dùng phiếu giảm giá trước khi hết hạn. Hãy dùng phiếu giảm giá trước khi hết hạn. Trong độ tuổi 20 hãy làm những gì mình thích đi. Trong độ tuổi 20 hãy làm những gì mình thích đi. Trong độ tuổi 20 hãy làm những gì mình thích đi. Ki ga tsuka nai uchi ni 30 sai ni natta. Trước khi kịp nhận ra thì đã bước sang tuổi 30 rồi. Trước khi kịp nhận ra thì đã bước sang tuổi 30 rồi. Trước khi kịp nhận ra thì đã bước sang tuổi 30 rồi.

Trong khi còn ở Hà Nội thì hãy đến thăm Hồ Hoàn Kiếm đi. Trong khi còn ở Hà Nội thì hãy đến thăm Hồ Hoàn Kiếm đi. Trong khi còn ở Hà Nội thì hãy đến thăm Hồ Hoàn Kiếm đi. 本番組はトニー・ダンディがお送りしました。